Với xu hướng toàn cầu hóa, việc mua bán trao đổi hàng hóa đã và đang lan rộng ra toàn thế giới. Đối tượng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao nhận không chỉ gói gọn trong một nước mà nằm trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, đa phần người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin về các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động thông qua website, từ đó đánh giá và lựa chọn công ty phù hợp để vận chuyển hàng hóa của mình. Giải pháp thiết kế website Sabuweb giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển sở hữu một trang web chuyên nghiệp, gia tăng độ tin tưởng và tăng số lượng khách hàng tiềm năng. Cùng Sapo ghé thăm công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát thông minh Shippo thuộc hệ sinh thái của Velacorp để lắng nghe những chia sẻ về Sabuweb nhé. Shippo thì ra đời từ năm 2017 với cái mảng dịch vụ đầu tiên đó là giao hàng nội địa. Đến năm 2020 thì Shippo được cấp phép hoạt động vận chuyển quốc tế và cũng từ đó thì chính thức ra mắt cái dịch vụ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam và thông quan chính ngạch 100% qua đường bộ và đường biển. Hiện tại thì Shippo đang cung cấp hai dịch vụ, một là dịch vụ vận chuyển hàng thương mại điện tử áp dụng đối với hàng nhập khẩu tiêu dùng và hai là cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo lô sản phẩm đối với hàng nhập khẩu thương mại. Thì với mỗi một doanh nghiệp thì website ấy, nó giống như là một cái ngôi nhà ấy. Tại đó thì nó có tất cả những cái thông tin về doanh nghiệp này, về sản phẩm và dịch vụ. Và nó là một cái kênh thông tin rất là chính thống. Nó thể hiện cái sự chuyên nghiệp và uy tín. Cho nên bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà hoạt động theo phương hướng chuyên nghiệp thì thường là họ sẽ phải xây dựng website. Và trên website đấy nó phải thể hiện cái tính chuyên nghiệp cũng như là cái tính đầy đủ của thông tin. Đó là lý do vì sao mà Shippo lựa chọn cái kênh website để quảng bá thương hiệu. Với một cái website mà được khách hàng đánh giá là tương đối dễ dùng, do vậy mà cái đầu tiên là cái tỷ lệ traffic hàng tháng thì nó đạt cái con số cũng khá là ấn tượng với một cái công ty dịch vụ, tức là với công ty bán lẻ thì lượng khách hàng sẽ rất là lớn bởi vì là họ vào mua hàng hàng ngày, nhưng với những cái doanh nghiệp mà kinh doanh về dịch vụ thì không phải là lúc nào cũng có khách vào cái trang đó, bởi vì là chỉ có những ai thật sự có nhu cầu về dịch vụ ấy thì họ mới vào. Thế nhưng mà với website của Shippo mà đang sử dụng nền tảng Sapo ấy thì có một cái lượng truy cập khá là ổn định từ gần 20.000 lượt mỗi tháng. Đấy, và trong số đó thì chiếm đến 50% là những cái khách mà thường xuyên sử dụng trang, tức là khách hàng cũ của bên Shippo. Và cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ xem thoát trang nó rất là thấp, có nghĩa là nếu như một cái website mà nó cả về mặt hình ảnh lẫn nội dung mà nó không thân thiện, nó không dễ dùng, nó không dễ hiểu thì thường là khách hàng vào và sẽ thoát ra ngay. Nhưng mà cái tỷ lệ thoát trang của trang Shippo thì nó khá là thấp, là bởi vì nó kết hợp nhiều yếu tố bao gồm cả giao diện lẫn nội dung và kể cả về cái thời gian truy cập nữa. Tỷ lệ xuất tự nhiên thì với một cái con số trung bình là khoảng gần 20.000 lượt người sử dụng trong một tháng thì có chiếm đến 81,7% là người dùng đến từ cái việc là xuất tự nhiên và có nhiều cái bài SEO lên top Google. Xin chào mọi người, mình tên là Vương Đình Thị Hường, mình là nhân viên marketing của Shippo. Hàng ngày thì mình có dùng phần mềm của Sapoweb để viết bài cho thương hiệu. Các dạng bài viết mình viết thì chủ yếu là về sản phẩm dịch vụ và các kiến thức về thị trường cũng như là order, vận chuyển. Ngoài ra thì mình có dùng các tính năng khác, ví dụ như là tùy biến giao diện, đăng thông báo. Với các tính năng mà mình sử dụng của phần mềm Sabuweb thì mình thấy là khá là dễ sử dụng. Phần mềm thì dễ thao tác và mình có thể tùy biến được giao diện. Mình không cần phải biết code mà vẫn có thể chỉnh sửa được dễ dàng. Thực ra thì đã từ nhiều năm nay Vela đã xây dựng rất là nhiều website, bởi vì Vela là một công ty với nhiều dự án và nhiều những cái mảng kinh doanh dịch vụ khác nhau, nó được xem như một hệ sinh thái. Và chính vì vậy mà mỗi một dịch vụ hay là mỗi một cái sản phẩm thì nó lại có một cái website riêng và đã từng sử dụng rất là nhiều những cái nền tảng của Sapo để làm website. Và từ những cái quá trình đấy thì chúng tôi đánh giá rằng là cái nền tảng của Sapo rất là tốt trong cái việc ứng dụng vào các website. Vì vậy mà khi mà ra mắt các dự án thì chúng tôi thường sử dụng cái nền tảng bên Sapo. Và tôi cũng đánh giá rằng là Sapo hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu về cái việc là xây dựng một cái website bán hàng trực tuyến. Nó bao gồm cái việc kết nối đa kênh cũng như là cái việc xử lý đơn hàng. Và tôi kỳ vọng là sẽ sử dụng cái web nền tảng của Sapo để thực hiện các dự án mới của mình.
và nó đáp ứng rất là nhanh các cái yêu cầu của chúng tôi. Và đặc biệt là trong quá trình sử dụng thì thường là cũng sẽ có những cái phần cần phải thay đổi giao diện hay là cần phải thay đổi về mặt tính năng, thì thường sẽ được Zavo phản hồi rất là nhanh và hỗ trợ để chúng tôi kịp thời ra mắt những cái dự án liên quan đến vấn đề website. Sapo trân trọng cảm ơn Shippo đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình phát triển thương hiệu của mình.